Xác định công tác dạy nghề và xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn. Thời gian qua, huyện Di Linh đã tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện tốt các chủ trương chính sách nhằm hỗ trợ cho người lao động. Tuy nhiên, công tác dạy nghề và xuất khẩu lao động ở Di Linh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đòi hỏi phải có giải pháp hợp lý tháo gỡ. Mặc dù mới thành lập chưa được một năm, nhưng kể từ ngày đi vào hoạt động đến nay, công ty tư vấn du học và xuất khẩu lao động Hoshi đóng chân tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh là điểm đến tin cậy của người dân địa phương để tìm kiếm thông tin xuất khẩu lao động và du học. Giám đốc công ty Hoshi là chị Phùng Thị Hải Yến, một con người rất trẻ, có thời gian 5 năm du học và tốt nghiệp đại học tại Nhật Bản. Trở về nước, chị liên kết với các doanh nghiệp ở Nhật Bản để thành lập công ty này, với mong muốn được chuyển tải, cung cấp những thông tin cần thiết, hiệu quả nhất, đặc biệt là tạo được niềm tin cho phụ huynh có con em ở Di Linh có nguyện vọng được sang Nhật Bản hay Hàn Quốc, Trung Quốc học tập và xuất khẩu lao động. Trong thời gian học tập và làm việc tại Nhật Bản, em đã từng trải qua những khó khăn hay là đã từng là gặp những vấn đề mà bất kỳ một du học sinh nào đều phải trải qua, thấu hiểu được những khó khăn đó. Thì khi chị ở về quê hương thì em mong muốn là có thể giúp bằng chính sức lực của mình, có thể giúp cho những em học sinh có nguyện vọng muốn đi du học Nhật Bản được tiếp cận một thông tin chi tiết rõ ràng nhất với chi phí thấp nhất. Hồi trước thì ở địa bàn Di Linh thì việc tìm thông tin du học rất là khó, chủ yếu là chỉ qua mạng thôi. Mà trên mạng thì nó cũng cung cấp thông tin nó không có rõ ràng. Thì sau khi mà trung tâm Hoshi mở ra thì tư vấn rất nhiều điều về bên du học, dạy thêm những gì rất nhiều thứ về Nhật Bản. Nên là cảm thấy cái con đường tới Nhật Bản nó sẽ gần. Bên cạnh du học, xuất khẩu lao động, ở Di Linh hiện nay, nhu cầu giải quyết việc làm cũng rất lớn. Tuy nhiên lao động có tay nghề thì vẫn còn thiếu. Ngoài đào tạo nghề cho lao động có nguyện vọng tham gia xuất khẩu lao động, thì chính các doanh nghiệp ở địa phương cũng đang cần lao động phi nông nghiệp đến làm việc. Ngoài chủ nhân câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ cà phê Sắt, anh Trần Hữu Vinh hiện là giám đốc doanh nghiệp thương mại dịch vụ và sản xuất gỗ mỹ nghệ An Mộc Nhiên ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Hiện nay doanh nghiệp của anh đang tạo việc làm cho 15 lao động. Thế nhưng lao động có tay nghề chỉ chiếm khoảng 30%. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại đây đang cần khoảng 20 đến 30 lao động có tay nghề. Anh Vinh cho biết là đơn vị chuyên lắp ráp, chế biến gỗ và sản xuất đồ mỹ nghệ cao cấp. Vì vậy, về phía doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn và chính quyền huyện Di Linh, làm cầu nối để doanh nghiệp và người lao động có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm và giải quyết việc làm. Doanh nghiệp An Mộc Nhiên của mình thì hoạt động cũng tương đối đa ngành nghề, trong đó là thể thao là một trong những cái mảng mà mình tiên phong lúc khởi nghiệp. Tiếp đó thì mình làm theo hướng theo cái phát triển bền vững của huyện Di Linh như cà phê, như mắc-ca, nội thất, tư vấn thiết kế. Thì hiện tại bây giờ đó là những cái thế mạnh của mình. Về những cái ngành nghề như cà phê thì mình làm những cái dòng cà phê cao cấp. Về nội thất thì mình cần những người về tư vấn thiết kế, những người thiết kế về nội thất. Những cái công việc mình đang làm hiện tại thì nó cần cái đội ngũ có cái tay nghề tương đối cao. Thì mong rằng giữa mình và cái cơ quan chức năng có những cái lực lượng đối ứng để mình có thể phối hợp để phục vụ nền kinh tế địa phương. Cái đó là những mục tiêu chúng tôi đang hướng tới. Hầu hết lao động mong muốn sau học nghề và có việc làm ổn định. Tuy nhiên do tay nghề thấp nên mức thu nhập không cao, đồng thời chính sách quyền lợi chưa đảm bảo. Vì vậy, người lao động không yên tâm gắn bó lâu dài nơi mình làm việc. Còn đối với nhu cầu xuất khẩu lao động, thời gian qua ở Di Linh, rất nhiều gia đình muốn cho con em được tham gia. Thế nhưng việc tìm kiếm thông tin chính xác để tham gia xuất khẩu lao động thì vẫn chưa thể yên tâm. Không biết đưa các cháu qua đó rồi, thì tình hình ở bên Nhật là nơi đất nước xa lạ, một cái nơi mà không có đồng ngôn ngữ, thì các cháu sẽ như thế nào? Có thể là có được ai giúp đỡ hay không? Và có thể bị các công ty đem qua rồi như là hình thức là đem con bỏ chợ hay không? Từ đầu năm đến nay, huyện Di Linh đã đào tạo cho trên 1.200 lao động học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, tổ chức hướng dẫn cung cấp thông tin cho 50 lao động tham gia xuất khẩu lao động. Đến nay, có 4 lao động đã sang Nhật Bản làm việc, 15 lao động đang học tiếng, chờ thời gian để đi. Ngành lao động thương binh và xã hội Di Linh cho biết so với thực tế thì con số này rất ít. Bởi thời gian qua, nhu cầu của lao động ở Di Linh rất lớn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên công tác này vẫn gặp không ít khó khăn. Một số thì còn cái băn khoăn đến những cái thị trường lao động đó thì có thể là những cái đơn hàng không đúng theo
cái công tác mà mình đã hợp đồng. Còn một mặt nữa thì đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì hầu như là người ta cũng chưa mặc dù đã tuyên truyền nhiều nhưng người ta cũng chưa quen trong cái vấn đề mà đi xa nhà, đặc biệt là sang nước ngoài. Do đó mà cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác mà xuất khẩu lao động đối với đối tượng là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái công tác dạy nghề cũng như xuất khẩu lao động á, thì trong những năm qua thì phòng lao động rất là quan tâm. Phòng lao động thương binh xã hội đã tập trung sau khi mà có kế hoạch của ủy ban nhân huyện á, thì đã ban hành các văn bản hướng dẫn đối với các địa phương đơn vị liên quan như là hội phụ nữ cũng như đoàn thanh niên để đăng ký, đặc biệt là khảo sát về cái nhu cầu về cái học nghề cũng như là cái xuất khẩu lao động. Để tháo gỡ khó khăn trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, các ngành chuyên môn và chính quyền các cấp ở Di Linh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nắm được những thông tin cần thiết. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương.